Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ tư ngày 29 tháng 11. Thưa quý vị, sáng nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp và làm việc với ngài Kanat Tumis, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó du lịch và thủy sản là thế mạnh của tỉnh. Mong muốn thời gian tới, Nha Trang Khánh Hòa sẽ đón nhiều khách du lịch từ Kazakhstan. Thông qua con đường ngoại giao, sẽ trao đổi cụ thể nội dung bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Lọc hóa dầu là thế mạnh của Kazakhstan, vì vậy tỉnh mong muốn đón nhà đầu tư Kazakhstan vào khu kinh tế Vân Phong. Bí thư Tỉnh ủy mong ngài đại sứ quan tâm ủng hộ, tích cực thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa tỉnh Khánh Hòa với thành phố Almaty, Kazakhstan là cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư xúc tiến thương mại, ngoại giao đoàn, ngoại giao nhân dân giữa hai nước, hai địa phương trong lĩnh vực giáo dục văn hóa, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn, đại sứ Kanat Tumis cho biết sẽ thúc đẩy tăng chuyến bay trực tiếp từ Kazakhstan đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại, từ 4 chuyến lên 6 chuyến một tuần. Năm 2024, sẽ mở chuyến bay thương mại vận chuyển hàng hóa giữa hai nước qua cửa ngõ Khánh Hòa, thúc đẩy kinh tế giữa Kazakhstan đến Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, xây dựng. Dịp này, ngài đại sứ gửi lời mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh sang Kazakhstan nhân chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, các doanh nghiệp trong nước cũng phải đối mặt với không ít thách thức rào cản từ những tiêu chuẩn cam kết thực thi. Chính vì vậy, để giúp cộng đồng doanh nghiệp khai thác triệt để lợi thế ưu đãi của khoảng 17 hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán, việc hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng đóng vai trò quan trọng nhằm phát triển thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù đã có hiệu lực từ vài năm, nhưng những kiến thức và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA vẫn luôn được các doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm tìm hiểu. Là một trong những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hội nghị mới đây về phổ biến quy tắc xuất xứ hàng hóa đã cập nhật những quy định này trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA, hiệp định thương mại tự do Việt Nam Vương quốc Anh UK VFTA và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ, những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, tận dụng ưu đãi về thuế quan, mở rộng thị trường khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hiện tại là bên công ty cũng được phòng xuất nhập khẩu của Sở Công Thương hỗ trợ rất là tích cực về các vướng mắc về khi mình làm cái xuất xứ. Nhất đặc biệt là đợt vừa rồi là công ty có xuất khẩu đi châu Âu cái phần mà đường từ mía, thì cái phần mà đầu lần đầu tiên là mình làm cái CO mà cái form Y theo cái hiệp định là EVFTA á, thì thực sự là mình rất nghĩ là rất khó khăn, nhưng mà khi mà mình tiếp cận làm thì trong vòng khoảng 3 ngày là mình đã hoàn tất tất cả các thủ tục và xuất khẩu rất là trơn tru, khoảng được 7.000 tấn đường đi châu Âu. Để cho các doanh nghiệp nắm vững các cái quy định trong các cái hoạt động xuất nhập khẩu thì Sở Công Thương cũng thường xuyên phổ biến các cái văn bản quy phạm pháp luật đến các doanh nghiệp. Sở tổ chức cái hội nghị là phổ biến về cái quy tắc xuất xứ hàng hóa trong cái hiệp định, các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, để cho các cái doanh nghiệp nắm bắt, thì nhằm khai thác những cái lợi thế trong cái hiệp định thương mại tự do quy định. Theo thống kê của Sở Công Thương, tính đến nay, các doanh nghiệp ở Khánh Hòa có quan hệ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa với hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Những thị trường chủ lực gồm Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN. 2024 là năm rất khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu do tình hình chung của kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng, tiêu dùng khó khăn. Tại Khánh Hòa, ngoài tàu biển và gỗ tăng về giá trị, gần như các mặt hàng còn lại đều giảm, trong đó giảm mạnh ở nhóm hàng thủy sản và dệt may. Đối với về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì hiện nay là các cái doanh nghiệp cũng là có một số doanh nghiệp cũng là băn khoăn và chọn những cái hiệp định nào để là có những cái lợi thế, cái lợi nhất tính theo những cái tiêu chí xuất xứ để có lợi nhất cho các cái doanh nghiệp. Sở Công Thương là cũng thường xuyên nắm bắt được cái thông tin của thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu, cái nhu cầu của các cái nhà nhập khẩu trên thế giới. Từ cái nguồn thông tin của Bộ Công Thương
để cung cấp cho các cái doanh nghiệp để có cái kế hoạch và cái đàm phán để thực hiện các cái xuất khẩu hàng hóa sang các nước. Hỗ trợ ưu đãi về vốn, thuế, khuyến khích đầu tư chuyển đổi công nghệ, tăng năng lực sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, trang bị kiến thức hội nhập, khai thác lợi thế từ các FTA, tạo điều kiện tìm kiếm những thị trường mới là những nhóm giải pháp tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thực hiện nhằm tăng giá trị xuất khẩu. Ước 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt trên 1.533 triệu đô la Mỹ, tăng 0,77% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 87,6% so với kế hoạch. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1.750 triệu đô la Mỹ, đạt 100% kế hoạch năm. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay, dự án nâng cấp mở rộng bến tổng hợp Vạn Giả ở thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh đang được chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục cuối cùng, bảo đảm tiến độ hoàn thành, sớm đưa vào phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân, mang lại bộ mặt khang trang, sạch đẹp cho trung tâm thị trấn. Dự án nâng cấp mở rộng bến tổng hợp Vạn Giả do Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 26,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện. Quy mô bến tổng hợp có khả năng tiếp nhận tàu có công suất đến 140 mã lực neo cập làm hàng và tàu chở hành khách dưới 50 người. Kết cấu bao gồm cầu chính và cầu dẫn, nạo vét luồng chạy tàu và khu nước nhà điều hành, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền đất, kè bảo vệ, xây dựng đường dẫn vào bến và hệ thống chiếu sáng. Bến tổng hợp thì về phần của công ty thì đã hoàn thiện tới 90% rồi. Chỉ còn cái phần nền cấp phối và lớp nhựa ở trên nữa. Sắp tới là công ty cũng đẩy nhanh cố gắng hoàn thiện trước mùa mưa tới này. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này đạt trên 70%. Dự kiến công trình hoàn thành thi công trong tháng 12 và sẽ giải ngân hết 100% vốn. Ngoài nhà điều hành, bến tổng hợp Vạn Giả còn có công trình phụ trợ khác như nhà vệ sinh, kho, sân đường, bãi đậu xe, bãi tập kết, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, an toàn, khắc phục tình trạng nhếch nhác, quá tải như trước kia. Trước kia là giờ cái việc các tàu thuyền vào thì rất là khó khăn, lý do là mặt bến cũ và cái chiều dài của bến là không đáp ứng được các cái phương tiện tàu thuyền. Và hiện nay thì trên cơ sở cái quy mô chiều dài của cái bến tổng hợp rộng và dài đáp ứng được cái nhu cầu hàng hóa của bà con, nhất là các cái vùng đảo ở ngoài Vạn Thạnh cũng như một số hộ bà con nuôi lồng bè, đảm bảo được đi lại và sản xuất trên khu vực Văn Phong. Không chỉ mang lại cảnh quan văn minh, sạch đẹp, việc nâng cấp mở rộng bến tổng hợp Vạn Giả giúp tăng năng lực đáp ứng cho bến, tiếp nhận được từ 180 đến 200 tàu, có công suất đến 140 mã lực, 360 đến 400 lượt tàu xếp dỡ hàng hóa một ngày đêm. Bên cạnh đó còn ngăn chặn tình trạng sạt lở, xâm thực biển, bảo vệ môi trường. Sau khi hoàn thành, bến tổng hợp sẽ khớp nối với các dự án lân cận như kè Vạn Giả giai đoạn 1, kè Vạn Giả giai đoạn 2, cầu Huyền 2 và đường dẫn, kè hạ lưu sông Hiền Lương, cảng cá Quảng Hội, qua đó tạo dựng mỹ quan đô thị hiện đại cho khu vực ven biển của trung tâm huyện Vạn Ninh. Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều nay sẽ công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có nhiều điểm khác biệt so với chương trình giáo dục phổ thông trước đó. Giáo dục cơ bản kết thúc ở bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp. Do đó, học sinh bậc trung học phổ thông không bắt buộc phải học tất cả các môn học như chương trình cũ, mà chỉ phải học bắt buộc 4 môn, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngoài 4 môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn học thêm một số môn học trong các môn còn lại. Do điều chỉnh trong chương trình học, nên việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh học theo chương trình mới cũng cần có sự thay đổi phù hợp. Sáng nay, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển điều tra viên sơ trung cấp năm 2023. Tham dự kỳ thi có 181 cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi ngạch điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp công an tỉnh. Dự kiến trong ngày 30 tháng 11, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi viết ở các môn pháp luật, nghiệp vụ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Ban giám đốc công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo kỳ thi tuyển diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần xây dựng đội ngũ điều tra viên trong cơ quan điều tra công an nhân dân đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác điều tra hình sự trong tình hình mới.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 thuộc dự án 7, sáng nay tại trạm y tế xã Cam Thịnh Tây, Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép khám sức khỏe ở người cao tuổi năm 2023. Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh đã tổ chức truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như rèn luyện thân thể, hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh thường gặp ở người cao tuổi, tư vấn dinh dưỡng, các nội dung liên quan về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc người cao tuổi để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ngay sau truyền thông, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp cùng trạm y tế địa phương tổ chức lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Thịnh Tây. Thông qua truyền thông nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Sáng nay tại hội trường huyện ủy, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội thi Nông dân với kiến thức pháp luật lần thứ 6 năm 2023. Tham gia hội thi có 14 đội với hơn 100 thí sinh đại diện cho 14 xã thị trấn đến từ các hội nông dân cơ sở trên địa bàn huyện. Các đội tranh tài ở 3 phần thi, chào hỏi, kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, tập luyện nhiệt tình, nên các đội đã trình bày tiểu phẩm sinh động về nội dung, phong phú về hình thức, thể hiện sự hiểu biết pháp luật, tài năng về tuyên truyền pháp luật, kiến thức liên quan đến luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật an toàn giao thông, luật an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, luật hòa giải, luật khiếu nại. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các đội đạt thành tích cao. Hội thi là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, là dịp để cán bộ hội viên nông dân trao đổi kinh nghiệm, trao dồi kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu trong tình hình mới. Hôm qua, giải đấu Golf Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 đã chính thức khai mạc. 24 tay golf huyền thoại quốc tế cùng 72 vận động viên nghiệp dư Việt Nam sẽ tranh tài từ hôm nay đến ngày 2 tháng 12 tại Vinpearl Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các vận động viên được chia thành 24 đội, mỗi đội bao gồm một vận động viên chuyên nghiệp và 3 vận động viên nghiệp dư. Giải diễn ra theo thể thức scramble, đấu gậy theo đội 4 người, không áp dụng handicap trong một vòng đấu 18 hố cho bộ giải. Đội chiến thắng giải là đội có tổng điểm thực thấp nhất khi giải đấu kết thúc. Mỗi vận động viên trong đội bắt buộc phải chọn tối thiểu 3 cú phát bóng trong vòng đấu 18 hố. Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 đánh dấu Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á tham gia vào chuỗi giải đấu uy tín quy mô tầm cỡ của European Legend Tour. Đây là điều kiện thuận lợi để du lịch golf trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cả nước nói chung, thu hút khách du lịch cao cấp trong thời gian đến. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Đến chiều ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 14 cho đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 17 cho đến 29 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 19 cho đến 28 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 21 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 18 cho đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 23 cho đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.